Ok, hello chào anh em. Ngày hôm nay là ngày mùng 4 tháng 5 thì mình xin chúc anh em có một ngày làm việc và học tập vui vẻ. Ngày hôm nay vốn của mình là 2M8 anh em nha. Đấy, 2M8 và đi chơi cái bộ môn đó là bộ môn đại chiến đỏ đen anh em ạ. Hay sơn đỏ đỏ đen mình vào cái sảnh này anh em nha. Sảnh này xem có được cái gì không, hy vọng sẽ lên được gọi là tầm khoảng 2M hoặc là 1-2M là ngon rồi. Đỏ đi. Đôi kìa, đơn kìa, đơn đôi này chơi như nào ta, chưa hiểu với nhau. Bây giờ mình sẽ chơi nhá, cái trò này mình trải nghiệm thôi, chơi nhẹ nhàng từng 100k một thôi. Mới là đỏ đúng không, tiếp tục bắt bắt đen ngược lại đi. Đấy, bắt đầu chiến đấu kìa. Game này thì anh nào chơi thì tải về chơi, link tải game dưới phần mô tả nhá. Đơn kìa, đôi kìa. Thắng luôn ạ. À, thắng thật anh em kìa. Ngon. Nó lại dễ thế nhỉ. Có khi nào nó bể tiếp không ta? 100 nhẹ em nha. 200 đi. Ăn này 200 rồi 200 tiếp. Đấy, xem nó là như thế nào. Lần đầu tiên mình chơi cái dạng này nó cũng giống dạng nó thôi nhé. Là dạng trong trong đĩa thôi. Ừ, rồi. Vẫn đơn anh em ạ. À đấu anh em này. À xịt mất rồi. Đơn đôi, đơn đôi. Cầu 1-1 này. Khả năng chơi có cầu 1-1 này hay đấy nhỉ. 2. Còn cầu 1-1 này. Đôi. Ui giời ơi, đó vẫn ăn anh em ạ. Chưa hiểu cho lắm. Cầu lúc nãy là cầu là cầu 1-1 chuyển sang cầu 3-1 em nhá. Tiếp tục đánh đánh đỏ. Tiếp tục đánh đỏ em nhá. 4-2-1-8 hy vọng sẽ về bờ. Cần bắt một tay là được rồi mà. Bắt một tay là về bờ thôi nhé. Rồi. Giờ về ngon anh em ạ. À. Cầu 3-1 anh em bắt này, đây này, 3-1 này. Tôi bị 3-1 này. Bắt luôn. Bắt mạnh nhưng còn thể cái gì đó. Cầu 3-1 đúng rồi. Chạy làm sao được. Không thể chạy được nhỉ. Từ khi nó đen lắm này. Cầu 3-1 này. 3-1 này. Đơn. Thấy chưa anh em. Cầu 3-1 mà. Bây giờ chưa đổi cầu đâu anh em. Chưa đổi cầu. Lại sang 1-1. Tỏ nhá. Bắt cầu này khá là dễ. Không dạng như sóc đĩa thôi hoặc là tài xỉu thôi nhé. Dạng sóc đĩa tài xỉu là mình ăn được 1M rồi nha. Đơn a hai đúng không, bây giờ lại về cầu 2-1. 2-3 2-3 nãy giờ 2-3 nhưng mà ít khi nó về 2-1 lắm, thì bây giờ mình sẽ bắt bên đỏ em nhá. Để bắt bên đỏ. Đọc cầu cho anh em luôn. Từ khi nó đổi cầu thôi. Thấy chưa anh em, thấy chuẩn không? Anh em thấy nó nói khá là chuẩn đúng không? Quá kinh khủng luôn nhỉ. Bây giờ là nó về tiếp tục nó về bên đen anh em, bên đen 2 phát. Về đen 2 phát. Chắc chắn về đen. Về đen 2 phát xong lại về đỏ. Nếu mà như cầu như cầu như thế này. Một điểm ăn. Thấy chưa? Anh em thấy tôi đoán quá là chính xác luôn ạ. Bắt theo cầu mà. Tiếp tục một đỏ hai đen thì tiếp tục hai đen này nhá. 200. Cầu vẫn đang ngon lành, chưa bẻ. Chưa bẻ cầu, bọn anh đỏ rất là nhiều này. Đấy mờ đỏ rồi anh em ạ. Đỏ mất hết đi. Đơn. Ui rồi ôi, lệch cầu rồi. Bẻ rồi anh em ạ. Bẻ cầu rồi. Hồi nãy là có cái tay là nó biệt 2 4 6 7, tiếp tục đỏ đi. Nó biệt 7 cơ mà. Nó biệt 7 cơ anh em ạ. Đơn. Đuôi.
Trăng nhờ. Cầu 11 trăng. Thằng này lại cầu 11 tiếp. Thằng nhảy nó lại cầu 11 đúng không nhé? 28 về 4 rồi nha. Tam bảo ăn luôn. Nhìn thấy không? Cầu 11, cầu 11, tam bảo, tam bảo. Quá hay, quá may mắn luôn anh em ạ. Quá hay luôn. Em đánh tay này đánh sao đây? Đang cầu 11 ta cứ theo thôi. Dạy gì? Đấy. 11 này, 11 này và tiếp tục 11 ba tay, xong lại chuyển cầu. Nhẹ nhàng như sóc đĩa thôi, đơn ăn luôn. 7 điểm. Thấy chưa? Ba tay cầu 11 rồi nha. Bây giờ ta chuyển sang cầu 12. Nghĩa là nó sang tiếp tục nó sang phát nữa. Tiếp tục sang Black tiếp anh em nha. Sang cầu 12. Còn nó lại sang 32. Ăn đâu lấy 4m8 nghỉ. Ăn. Thấy chưa? Em thấy chuẩn xác không ạ? Ok. Ngày hôm nay thì mình 4-2m8 và mình đánh lên được 4m9 rồi nha. Mình lời được tầm 2m1. Đấy. Anh em nào chơi thì tải về chơi. Link tải game ở dưới phần mô tả. Chúc anh em may mắn nha. Mình ăn thế thôi anh em ạ. Nhẹ nhàng mỗi ngày một tí thôi. Đánh ván cuối cùng nào. Cuối cùng mình sẽ đánh 900k. Được ở bên nào cũng được. Kim Hoa luôn. Cuối cùng tiếp tục về đây Black tiếp anh em nha. Ba tay Black cơ mà. Ba tay Black, bốn tay Black anh em ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, lên đấy thôi anh em ạ. Ăn 1M2 thôi, kể cả mất ván này cũng được, không sao hết. Mất ván này cũng không sao anh em nha. Khá là chấp nhận. Đơn. Rồi. Ăn luôn. Nghĩ rồi, lại ngon ngào luôn. Quá tuyệt vời anh em ạ. Ok. Clip của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn anh em nha. Bye bye.